Drama rạp phim chưa dừng lại, Trấn Thành gay gắt đáp trả khi bị học trò Duy Khương mỉa mai. Động thái trên trang cá nhân của Duy Khương, quán quân đấu trường Tiểu Lâm 2016 khiến netizen cho rằng anh đang mỉa mai chính thầy của mình. Những ngày qua, Trấn Thành khiến mạng xã hội dậy sóng khi bị một khán giả tố có cách hành xử không đẹp ở rạp chiếu phim. Trước hàng loạt chỉ trích từ netizen, nam MC đã lên tiếng phủ nhận, làm rõ mọi vấn đề, song anh vẫn là chủ đề bàn tán của dư luận. Giữa lúc Trấn Thành gặp ồn ào, Duy Khương, quán quân đấu trường Tiểu Lâm 2016 cũng là học trò cũ của Trấn Thành đã có động thái lạ cho là mỉa mai thầy cũ. Trên trang cá nhân, Duy Khương liên tục đăng tải nhiều bài đăng có nội dung liên quan đến drama, điển hình như mình tìm mua sách này mà hết suất, kèm theo đó là bìa sách mang tên Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật. Anh còn in đậm chữ hết suất và tìm quyển sách về nghệ thuật xin lỗi. Bên dưới bài đăng, Duy Khương cũng thoải mái trả lời những bình luận của bạn bè nhưng nội dung toàn liên quan đến rạp chiếu phim. Giữa lúc khán giả thắc mắc về mối quan hệ của Trấn Thành và Duy Khương thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một tài khoản được cho là Facebook cá nhân của nam MC đáp trả học trò. Duy Khương, cậu học trò tốt tánh, tôi không biết tôi đã làm gì em mà khiến em cư xử như vậy, nhưng hành động của em không thể chấp nhận được. Hiện tại, Duy Khương đã xóa bài đăng gây ồn ào, khiến netizen càng xôn xao, drama ở rạp chiếu phim của Trấn Thành xem ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Duy Khương là quán quân đấu trường Tiểu Lâm mùa đầu tiên. Trong cuộc thi năm đó, nam diễn viên thuộc đội của Trấn Thành từng là đối thủ vượt mặt Lâm Vĩ Dạ, Phát La, nhưng sau cùng anh lại là người gần như không ai nhắc đến sau chương trình năm đó. Duy Khương từng có khoảng thời gian gặp nhiều biến cố, tập trung kinh doanh nên mất đi cơ hội trong nghệ thuật.